Và tiếp theo nữa thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ hướng chọn tầm nhìn của mình quay trở lại sân khấu và đến với tiết mục dự thi của câu lạc bộ dân vũ Cầu Đá Hợp Hoàng qua điệu nhạc tiếng đàn ta lư, và xin mời. Cầu Đá Hợp Hoàng.